lắp đặt trần nổi, sử dụng hệ thống khung trần nổi vĩnh tường SmartLine. Bước 1. Xác định cao độ trần. Lấy dấu chiều cao trần bằng ống Nivo hoặc bằng máy laser, đánh dấu vị trí và búng mực trên vách hay cột để xác định vị trí thanh viền tường. Bước 2. Cố định thanh viền tường VT 20/22. Tùy thuộc vào từng loại vách mà sử dụng khoan hay búa đóng đinh để cố định thanh viền tường VT 20/22 vào vách hay tường. Tùy theo loại vách sẽ xác định khoảng cách giữa các lỗ đinh hay lỗ khoan, nhưng phải nhỏ hơn hoặc bằng 200mm. Bước 3. Phân chia ô trần 610 x 610mm, 600 x 600mm, 610 x 1220mm, 600 x 1200mm. Bước 4. Xác định điểm treo ti. Khoảng cách tối đa giữa các điểm treo trên thanh chính là nhỏ hơn hoặc bằng 1200mm. Khoảng cách từ vách tới móc thanh chính đầu tiên là nhỏ hơn hoặc bằng 610mm. Với sàn bê tông, sử dụng khoan bê tông để khoan trực tiếp vào sàn, liên kết bằng tắc kê nở và pad hai lỗ cùng ti treo đã gắn tăng nơ theo cao độ của trần đã được xác định. Với mái tôn, ti treo sẽ được liên kết trực tiếp vào xà gồ hoặc dùng pad hai lỗ. Bước 5. Lắp đặt khung thanh chính và thanh phụ. Thanh chính VT SmartLine 3600 hoặc VT SmartLine 3660 được liên kết với nhau bằng cách gắn đầu ngàm của đầu thanh này với đầu ngàm của đầu thanh kia. Khoảng cách giữa hai thanh chính là nhỏ hơn hoặc bằng 1220mm. Thanh phụ VT SmartLine 1200 hoặc VT SmartLine 1220 được lắp vào các lỗ mộng trên thanh chính bằng đầu ngàm trên hai đầu thanh. Khoảng cách giữa hai thanh phụ là nhỏ hơn hoặc bằng 610mm. Thanh phụ VT SmartLine 600 hoặc VT SmartLine 610 được liên kết vào các lỗ mộng trên thanh VT SmartLine 1200 hoặc VT SmartLine 1220 bằng đầu ngàm trên hai đầu thanh. Bước 6. Cân chỉnh khung. Sau khi lắp đặt xong, cần phải điều chỉnh cho khung ngay ngắn, thẳng hàng và mặt bằng khung thật phẳng. Điều chỉnh tăng nơ để cao độ của trần đúng theo cao độ đã được xác định ban đầu trên tường hoặc cột. Bước 7. Lắp đặt tấm trần lên khung. Lắp các tấm trang trí vĩnh tường đề co hoặc các loại tấm sợi khoáng, tấm nhẹ khác lên khung đã điều chỉnh. Quy cách tấm trần theo đúng quy cách khung xương đã lắp đặt. Các tấm trần sau khi được lắp đặt phải cân chỉnh lại sao cho mặt bằng trần thật phẳng. Cần phải sử dụng kẹp giữ cho các loại tấm trần nhẹ. Phải có ít nhất 2 kẹp cho mỗi bên và mỗi góc của tấm trần có 1 kẹp. Thả bông thủy tinh có bạc lên tấm cuốn chiếu theo quá trình thả tấm và phải quay mặt bạc lên phía trên. Bước 8. Nghiệm thu bàn giao. Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công, chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao. Truy cập website www.vinhtuong.com để tải các tài liệu kỹ thuật và sản phẩm của Vĩnh Tường và cập nhật thông tin nhận dạng sản phẩm chính hãng để tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái. Tham khảo mẫu trần nhà đẹp và tư vấn giải pháp trần miễn phí tại www.trannhadep.com.
sử dụng đội thợ thi công có thể nghề đã qua đào tạo của Vĩnh Tường để đảm bảo chất lượng. Gọi số điện thoại miễn phí 1800 1218 để được tư vấn kỹ thuật và sản phẩm. Vĩnh Tường, chuyên gia về giải pháp toàn diện trần và vách ngăn.